À, mời tất cả mọi người nhá. Ai à? Đấy, ông cũng với củ cải đều ngon và ngọt nhỉ. Mình làm rất nhiều củ cải luôn. Nhưng mà không biết củ cải này nó có hợp bia không anh nhỉ? Bia lạnh. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Củ cải trắng à. Đấy. Chắc là thơm lắm ấy. Thì nữa anh em mình mỗi người gặp một cái chân này, chắc là gặp trong trong say luôn. À, tránh ra, tránh ra, tránh ra. À, bia nó vẫn còn lạnh nhé mọi người nhá, vẫn nung được hết. Cố bán nhỉ? Cứ bình tĩnh. Còn ở bờ Dubai thì người ta cho uống bia. Bỏ ba vị của anh em mình ha. Chân bò còn được tắm bia luôn mọi người ạ. Thế mới đẳng cấp, tắm vắt 10 lít bia. Nào lấy củi đấy. Ok. Ấy, ok chưa? Úp một phát củi lên đây nhá. Là đốt. Trời ơi, nhóm nhóm lên lấy nhiều củi ra. Ok. Đấy, mọi người biết làm này để làm gì không? Để tránh cho nó hơi, à cái khói nó vào trong. Cái khói nó vào trong thì để sẽ không bị ói khói cho mọi người nhá. Nhiều nhiều anh ơi. Nhiều và càng nhiều càng tốt. Bây giờ bắt đầu đốt. Thôi 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 ông đừng có động. Đấy. À sẽ ninh từ bây giờ đến chiều khoảng tầm 6 tiếng nhé mọi người nhá. À, nhiệt độ ở trong thì sẽ rất là nóng đấy, như mọi khi nếu mà anh em mình cũng chảo ấy. Rất là nóng nhưng mà có một cái chết rồi. Vẫn quên một cái, tức là cái bia nó chưa ngập hết cái chân ấy. Nó vẫn thò lên một tí, mình chỉ sợ là ở trên đấy nó cháy mất cái chân đấy ở đấy. Sợ nhất cái đấy. Nhưng mà ninh như thế này thì mình nghĩ là sẽ ok đấy. Nhiệt độ ok đấy. Không biết là có thành công không, hy vọng là sẽ thành công mọi người ạ. Mình chỉ sợ là cái phần của cái chân con bò là nó hở lên khỏi mặt nước ấy, là cái phần đấy nó sẽ bị cháy. Quên mất, lúc đấy là phải cho ngập nước hoàn toàn luôn. Nhưng mà thôi, thử xem hết mùi này mình sẽ đục thêm nước, bỏ ra đổ thêm nước hoặc là như thế. Hoặc là, đúng rồi, khả năng sẽ phải đổ thêm nước. Cái mùi này sẽ đổ thêm nước, đổ đầy ngập cái chân bò nhé mọi người nhé, để cho nó không bị thò cái phần da lên là nó cháy cái phần đấy đấy, thò phần nào lên cháy phần đấy. À, tình hình là phải cho ra để kiểm tra mọi người ạ. Sẽ đổ thêm bia nhé cho nó ngập cái chân đi. Chứ không để cái chân nó hở lên là chỗ nào hở lên là cháy chỗ đấy, hỏng luôn đấy. Bây giờ mới là khó khăn này, nó để gọi cái người để em đi gọi người lên. Không. Lắm. Đây đây đây, đây giúp mày lại cao đấy. Đi 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 em, để em đều đổ luôn bia mà. Rồi. Anh ấy xong rồi. Rồi rồi, giữ lấy bia, lấy bia. Ôi. Bỏng thì sang bên kia. Ấy. Thêm không? Thêm đi. Ui cái màu kia nó hơi đẹp nhỉ anh nhỉ. Bây giờ phải xịt lại, lấy thêm đi. Phải cho nó đầy luôn đấy. Nước vào. Nó co lại một tí rồi mọi người ạ. Đây. Bây giờ phải xé. Đặt úp nó xuống. Nhấc vào củ cải nha anh. Ôi trời ơi. Để cho nó ngập. Covid. Đó. Thử nhá, thử có bảo không? Bây giờ lấy thêm. Hai nhảy này. Đó, thế nhá. Đổ vào, đổ đây, đổ ngập, đầu ngập vào nhá, đổ ngập vào. Thế lấy cái gì quạt bỏ kia ra như thế? Thêm nữa nó phải ngập luôn nhá mọi người nhá. Nó phải ngập mới được, không là
làm cháy. Hở một chỗ nào lên nào. Thôi thôi thôi, lấy rẻ khác đi. Ui trời trời. Thôi thôi thôi. Đó, lại vào vào thay cho chúng. Bỏ quá. Nó khói quá. Đây đây đây, đứng bên đây. Đứng bên đây. Mày đưa rẻ ở đây, đứng bên đây này. Thiếu bia, thêm nước nhé. Đồ đồ vào, đồ vào, đồ vào. Đứng chắc vào. Đặt chắc à. Rồi, ok, ok. Nào. Rồi, ok. Rồi nhá, nào. À, đưa rẻ này, đưa bên này. Xuống anh phải rẻ bỏng hết rồi, lấy rẻ khác đi nhanh. Ấy đừng đừng, nó đặt, nó trồ mặt xuống đây là chết đấy. Làm nhanh lên, áo cũng được. Mày tạm thì được nhanh. Đây. Nào. Nào ra đây đây, ra đây đây, vâng ơi, nhanh lên. Từ nhắc một phát lên đây nhá. Nào, đây cầm, ê nhắc cái đây nhá. Kéo nhá. Cái tay nó rất ở dưới ấy. Lấy cái gì biết, lấy cái đây que kéo bẩn nữa. Đấy, bên này nữa, bên này nữa. Thế đâu bên này, trời ơi bỏng vãi cả trường. Rồi nào nào, hạ xuống nào. Nào từ từ vượng đỡ đây này, đỡ đây này. Từ từ rồi. Chưa vào tay được. Rồi xuống đất à. Xem. Ui khá là vất vả nhá mọi người nhá. May chứ không là nó cháy mất. Cũng may là cho ra đây chứ không là cháy cái phần bên trên gì thôi. Bây giờ sẽ đốt, tiếp tục đốt nha mọi người nha. Bây giờ thì đốt thoải mái rồi, không sợ nữa. Úi, sắp mưa rồi mọi người ạ. Tuy nhiên là cái món của anh em mình không biết xong chưa, nhưng mà vừa được khoảng tầm hơn 3 tiếng thôi, nhưng mà bắt đầu có hạt mưa rồi. Tiện thể có hạt mưa để cho nó đấy luôn, cho nó nguội luôn. Quả này nó như kiểu một cái nồi áp suất nha mọi người nha. Nó nóng, nó bỏng ở trong thì kinh điển lắm. Mình nghĩ là 4 tiếng thì khả năng là như đấy. Bỏng hơn, tất cả các loại bỏng mọi người ạ. Lại bắt đầu sấm rồi. Chờ tí nữa mưa nó nguội nguội thì anh em mình sẽ bốc nó ra nhé. Không cần hất nước nữa. Kể đấy. À, tình hình mưa to rồi. À, mà mình quên mất bây giờ nha. Nếu mà để mưa là nước mưa nó chảy xuống dưới ấy. Bây giờ anh em mình phải ra cấp cứu khẩn cấp. Mà bây giờ lấy rể cho nó hết rồi. Thế cứ rể nó đây. Thôi tắm mưa thôi. À, cố gắng giữ cho cái máy quay nó. Tao lấy cái hố ở đây.
cái hố ở đây để cho nó tích nước ở đây, nó không chảy vào trong chân bò của anh em mình nhá. Nước đang rất là nhiều. Khẩn cấp. Giờ tận hưởng thành quả mọi người ạ. Tí nữa thì hỏng. May thời tiết là đến chiều nó mới mưa. Cũng được đấy, nhũn đấy, không phải đùa đâu. Ấy. À. Ui, hơi to. Được. Nhũn xương vào đây nhỉ? Nhũn xương. Lấy cái gì đựng củ cải? À thôi cho tất đấy, được. Nhân xong nữa. Củ cải bóng đêm. Ấy. Cái củ cải nó nổi lên nên là mình chém rồi nhỉ? Ừ, vớt ra đá. Đấy, đẹp không mọi người? Phê không? Đó, hai cái ra hai một mâm nào, củ cải. Ở đây, đưa mâm này đây. Một cái một mâm luôn. Củ cải bóng đêm của Báo Đệ à? Ui. Củ cải này mọi người biết tại sao là nó bị đen đen đây không? Tức là cái lúc nó nổi lên mặt nước, cái lúc mình giải thích rồi đấy. Những cái chỗ này này, nổi lên mặt nước là nó sẽ bị... Uầy, gần nhũn rồi. Anh ơi, có củ chim nữa. Đấy. Ờ đấy, những củ chim này không bị... những củ chim là không bị cháy nhá. Đây, củ này chim này. Không bị cháy này. Cái nước bia này, nước mỡ này... Nó ra mùi rất là ngon nhá. Củ chim đấy là củ bị cái xương này nó đè này. Đồ ăn trộn anh ơi. Lấy rượu đây, mau để lấy rượu cái. Lên hoa này. Ây. Củ cả. Nào, vào kho đây. Rồi, áp xong. Ok. Xem nào. Ok không? Hết rồi. Woo. Tuyệt vời, cho một cục tỉnh. Lấy kéo dao nhỏ. Kéo. Wow. May mắn quá, cũng là gọi là thành công rồi nhé mọi người nhé. Rất là tiếc cái, đáng nghĩ ra là phải hầm nhừ đến buổi tối cơ. Bây giờ chưa biết nhừ chưa. Đây. À, cũng nhừ phết đấy này. Ấy, thấy chưa? Đấy. Đây là cái gân nó nhá. Mình sẽ thử một miếng trên này. Ngon. Mời mọi người nhá. Ngon không ấy? Được đấy. Thử đi. Chèo á. Cho em thử miếng. Tự chèo tự ăn. Thử miếng ra mình đấy. Ăn miếng. Anh để cho em cạp miếng nhá. Đây này. Anh cắt cho em đoạn này mời. Đây. Mời mọi người nhá. Đây. Đấy, cái này cũng khá là mềm rồi nhá mọi người nhá. Bạn đấy cắm được nhá anh ạ. Nhưng mà chưa được mềm lắm. Vẫn thiếu giờ nhưng mà thôi, đại khái cũng gọi là thành công rồi nhá. Bỏ đi. Đây. Đại khái cũng gọi là thành công rồi. Mời tất cả mọi người nha. Vẫn hơi dài. Đáng... Vẫn là gọi em mời mấy ạ. Đáng nghĩ là... Gọi em rồi. Nhũn được đấy nhưng mà thời tiết không ủng hộ. Thế đành phải chỉ làm được như thế thôi. Đấy. Đợt cháy này mùi trực kia luôn. Ôi, quên vó bò này phải cấm tương cưng. Vâng. Hả? Nghe. Làm hớp bia đã. Hết đây. Đáng nhẽ cái vó bò này là phải... Đấy gọi là... Người ta hay gọi là vó. Vó ngựa như kiểu chân ngựa tương nước đấy. Nhưng phải chấm tương cưng cơ. Anh lấy một đoạn không? Hết tương mà.